làm sao để nói chuyện với người giỏi hơn mình. Và khi chúng ta đứng gần một người mà mình chưa bằng họ thì mình sẽ có cảm giác yếu thế hơn là cái rất là bình thường. Nên hãy chấp nhận chuyện đó để suy nghĩ theo một hướng khác, chứ đừng cố gồng lên để tự tin. Làm sao để nói chuyện với người giỏi hơn mình? Có khi đó là người giỏi hơn mình về kiến thức, hơn mình về vị trí, hơn mình về chức vụ, giàu có hơn mình, nổi tiếng hơn mình. Tạm gọi tất cả những cái đó là những người mà mình nhận thấy là họ thành công hơn mình. Thì khi tiếp cận với những người giống như vậy, anh nghe nhiều bạn có chia sẻ là em cảm thấy rất là rung hồi hộp anh ơi, và thường rất là lúng túng và không có thể hiện được đúng y như những cái mình đã có. Thì làm sao để có thể trở nên hoàn toàn tự tin, không, mặt đối mặt, nói chuyện y như là bạn bè bình thường của mình, làm sao để tự tin được như vậy ha anh? Trong video clip này sẽ chia sẻ với các bạn 3 gợi ý để có thể làm được chuyện đó. Gợi ý số 1: đừng mong đợi tự tin hoàn toàn. Cảm giác hồi hộp, lo lắng, hơi có vẻ yếm thế, thấy mình yếu hơn, thấy mình không bằng, đó là cảm xúc rất là bình thường. Tại sao? Tại vì nếu mà thực sự nhìn thấy những yếu tố bên ngoài đó mà mình thấy mình chưa bằng họ thì mình sẽ có cảm giác mà sẽ không hoàn toàn tự tin. Đó là cảm giác rất là bình thường, không cần phải chối bỏ cảm giác đó. Dĩ nhiên nó về mặt nguyên tắc, về những thứ hay ho như là ở bên trong của mình chưa chắc ai hơn ai, đúng không? Rồi về ý chí, về tinh thần, về con đường tương lai thì cũng chưa chắc ai hơn ai. Nhưng nếu mà chúng ta thành thật thì ở giai đoạn hiện tại, những thứ bên ngoài có thể cảm nhận được liền thì mình chưa bằng. Và đó là sự thật. Và khi chúng ta đứng gần một người mà mình chưa bằng họ thì mình sẽ có cảm giác yếu thế hơn là cái rất là bình thường. Nên hãy chấp nhận chuyện đó để suy nghĩ theo một hướng khác, chứ đừng cố gồng lên để tự tin. Và thật ra đó là cảm xúc tích cực, không phải cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta cảm thấy nhỏ bé hơn một cái người thành công thực sự hơn mình, đó là cảm xúc tích cực. Bởi vì nó chứng tỏ là mình đang bước ra khỏi vòng tròn an toàn của chính mình. Nếu mà mỗi ngày mình cũng đều gặp những người ngang hàng với mình, hoặc thật những người mà dở hơn mình, không bằng mình, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy tự tin liền ngay. Đó là cảm giác rất là bình thường. Khi các bạn ở với người nhỏ tuổi hơn, mình tự nhiên sẽ tự tin hơn. Khi mình đang học giỏi mà gặp người học khá, mình sẽ tự tin hơn. Khi mình ở vị trí nhân viên cũ gặp nhân viên mới sẽ tự tin hơn. Khi đụng vô sếp, dĩ nhiên sẽ cảm thấy hơi lo lo sợ sợ rồi. Nhưng chỉ có đụng vô những cái người trên mình, những người cao hơn mình, những người giỏi hơn mình, mình mới từ từ ảnh hưởng và cố gắng nỗ lực để giỏi hơn được. Để chúng ta không có cái cảm giác là chủ quan, không có cái cảm giác mà tự tin lâu ngày quá, mình sẽ dần dần chấp nhận với cái hiện thực đó. Khi mà mình lên ở cái nấc cao hơn, đó là lúc mà các bạn sẵn sàng đối diện với một cái cuộc chơi khó khăn hơn, hồi hộp hơn, lo lắng hơn. Và đó là dấu hiệu chứng tỏ mình đang muốn trưởng thành. Và các bạn chạm tới những cái người hơn mình càng nhiều, xác suất cao dần dần mình sẽ được hút về phía đó, để nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, học hỏi nhiều hơn, để mình có thể lên được, tới được cái nấc đó. Và khi tới rồi, hãy áp dụng bài học ngày hôm nay để tiếp tục gặp những người giỏi hơn nữa, để cảm thấy khó chịu hơn nữa, cảm thấy hồi hộp hơn nữa. Đó là cách chúng ta trưởng thành. Nên hãy ăn mừng cho cảm xúc đó. Gợi ý số 2: không cần tự tin, chỉ cần cầu tiến. Khi các bạn tới gặp một cái người giỏi để mình học hỏi, hoặc có cơ hội để chúng ta có thể tiếp cận, chia sẻ, thì hãy thể hiện thái độ cầu tiến hơn là thể hiện về việc sự mình đang rất tự tin. Những người thành công họ rất là thích chia sẻ, tương tác và làm quen với những người mà đang rất nỗ lực trong cuộc sống của mình. Nhìn cái vẻ họ đang rất là cố gắng và muốn đạt được những mục tiêu cao hơn, đang rất là hăng hái để học hỏi một điều gì đó mới. Tại sao? Tại vì bất cứ người thành công nào, bất cứ người giỏi giang nào, họ cũng đã phải bắt đầu từ lúc mà không biết gì hết. Họ cũng đã thất bại rất nhiều lần để có được kết quả. Họ cũng đã có một thời rất phèn. Ok. Nên nếu mà các bạn có được cái thái độ và tinh thần đó, mình sẽ cho họ nhìn thấy lại được một cái phiên bản nhỏ hơn của chính họ. Họ nhìn thấy mình của ngày xưa với cái ánh mắt tò mò đó, với cái sự háo hức khi gặp được một người giỏi đó, với cái tinh thần có thể ghi chép và học hỏi được càng nhiều càng tốt, với cái sự vừa lo lắng hồi hộp, vừa cảm thấy vui mừng vì được gặp một cái người giỏi hơn mình, vì được trò chuyện, vì được học hỏi. Và nếu họ nhìn thấy chuyện đó, họ có cảm giác như là nhìn thấy chính mình của ngày xưa vậy đó. Nên
họ sẽ không có nghĩ gì về các bạn đâu. Họ cũng không cần các bạn phải tự tin 100%. Hiển nhiên là các bạn không thể nào tự tin mà ngang hàng vải vế được. Nhưng mà nếu mà mình có cái tinh thần, thái độ cầu tiến, học hỏi, khiêm nhường, lắng nghe, ghi chép thật là chú tâm, đó là lúc các bạn có được ấn tượng từ những người giỏi giang và thành công. Và xác suất cao mà sẽ học hỏi được từ họ nhiều hơn rất nhiều. Và xác suất cao các bạn cũng sẽ nói chuyện được thoải mái và tự nhiên hơn rất là nhiều. Gợi ý số 3: mang lại giá trị. Đây là thứ mà anh nói ở rất nhiều những video clip khác của anh. Khi tiếp cận với bất cứ người nào, nếu chúng ta muốn có được sự kết nối, nếu chúng ta muốn có được ấn tượng và nổi bật, hãy luôn nghĩ theo cái hướng là làm sao để mang lại được giá trị cho người kia, chứ không phải là đến để lấy được một điều gì đó từ họ. Ngày hôm nay có nhiều cách để các bạn có thể mang lại được giá trị cho người khác. Nhưng có một cách mà các bạn có thể làm thông qua mạng xã hội. Anh có một bạn học viên của mình làm việc trong cái network mà mình chuyên đi gặp gỡ những bạn YouTuber để mà mời họ vào trong cái network. Thì có những bạn YouTuber có rất là nhiều sub, thì bạn nó cảm thấy lo lắng, cảm thấy cũng không được thoải mái lắm khi tiếp cận. Thì anh chia sẻ những bài học y như nãy giờ anh chia sẻ với các bạn. Và ở ý số 3 này, các bạn có thể nghĩ tới một thứ là trước khi chúng ta tiếp cận họ, mình có thể đã mang lại rất nhiều những giá trị cho họ rồi. Bằng cách nào? Một cách rất đơn giản: follow kênh của họ. Họ có những cái nơi nào mà chia sẻ mình ra thì vào đọc những cái bài, xem những cái video clip, reaction cho họ, share nội dung của họ, comment xuống phía dưới. Và không phải là comment những thứ sáo rỗng như là ô hay quá, tuyệt vời. Hãy comment từ cái tâm của mình thực sự nghe mình học được một điều gì đó hay không, thật sự mình đồng cảm được gì với một cái content của người đó đưa ra hay không. Viết ra cho đàng hoàng, cho có tâm, và làm chuyện đó đều đặn, đều đặn, đều đặn. Và đó là lúc mà người kia sẽ nhận ra các bạn là ồ, có một bạn nào đó họ rất là thích nội dung của mình. Ồ, họ liên tục comment cho mình, họ share cho mình, họ reaction cho mình, nghĩa là họ sẽ tăng lưu lượng truy cập cho mình. Đó là lúc mà các bạn mang lại giá trị cho một cái người ảnh hưởng ở trên mạng. Và khi mà các bạn tiếp cận, họ đã biết về mình trước rồi, và các bạn đã mang lại cho người đó rất là nhiều những cái giá trị, thì khi đó xác suất cao họ sẵn sàng chia sẻ với mình, họ sẵn sàng nói chuyện với mình, và rồi có được sự tin tưởng nhanh hơn rất là nhiều. Và đó là hướng mà muốn các bạn suy nghĩ. Có rất là nhiều cách, nhưng đó là một trong những cách cơ bản ngày hôm nay với lại cái sự tương tác trên mạng xã hội. Và khi mình làm như vậy, mình sẽ tiếp cận ở một cái thế rất là khác so với cái chuyện là chẳng biết ai là ai và đến chỉ để mong nhận được một điều gì đó từ người khác thôi, thì nó sẽ rất là khó. Và đó là ba gợi ý để các bạn có thể tiếp cận tự tin hơn, thoải mái hơn và tự nhiên hơn khi gặp một người giỏi hơn mình, để có thể học hỏi từ họ hoặc có một cái cơ hội nào đó hợp tác từ họ. Và nếu các bạn muốn học hỏi thêm từ anh thì đừng quên bấm vào nút subscribe, bật chuông thông báo lên để nhận những cái thông báo về bài giảng giống như vậy mỗi tuần.